Em xin kính chào quý thầy cô. Em tên là Suy Nguyễn, mã số định danh của em là 2374 nhà 129. Em xin rút ra bài học tâm đắc ngộ ra của em buổi thứ 53. Buổi thứ 53 này thì thầy nói về nhân cách khiêm tốn. Để mà chúng ta có được ngày hôm nay, có được những cái thành tựu nhất định ngày hôm nay thì chúng ta đã được rất là nhiều người giúp đỡ. Thì để quay lại, chúng ta điểm là và gọi tên những cái người này được á, thì có chín dạng người đã từng giúp đỡ chúng ta trong quá khứ mà chúng ta cần phải biết, cần phải nhận dạng để mà đối đãi cũng như là thu hút họ và phấn đấu trở thành những người này để giúp cho thế hệ khác. Đó là thứ nhất là cao nhân, quý nhân, nhân mạch, thần tài, nhân tài, minh sư, thầy cô, chuyên gia và thiện trí thức. Thì những cái người này là những người đã từng giúp chúng ta trong quá khứ. Ví dụ như là cao nhân là người chỉ điểm cho chúng ta một cái kiến thức, một cái kiến thức gì đó, một cái trí tuệ gì đó để mà giúp chúng ta vượt qua cái vấn nạn. Người thứ hai là quý nhân. Quý nhân là ví dụ như cha mẹ chúng ta vậy đó, giúp chúng ta trong một cái giúp chúng ta, hỗ trợ chúng ta, support chúng ta trong một cái giai đoạn. Nhân mạch là những cái người mà có uy tín, có một cái mối quan hệ tốt, từ đó giới thiệu chúng ta đến một cái môi trường tốt. Ví dụ như là cái nhân mạch đưa chúng ta, cho em biết đến quýt là bạn Phạm Văn Quý. Thì đó, những cái yếu tố mà chúng ta cần biết nó là cao nhân chỉ điểm nè, quý nhân phù trợ nè, nhân mạch thì là kết nối, thần tài thì là tương trợ, nhân tài thì là cống hiến gánh vác. Cái yếu tố nhân tài này nó là hồi nào giờ em tưởng nhân tài là một cái người tài, làm một cái việc tài gì đó, thật ra là họ cống hiến gánh vác. Ví dụ như là con mình giúp mình làm một cái mảng nào đó, giúp mình rửa chén cũng là một nhân tài của mình. Rồi minh sư là người dẫn dắt, thầy cô là người cho mình đạo lý, chuyên gia cho mình tư duy và thiện trí thức khai mở cho mình. Thì tất cả những người này ít nhiều trong một giai đoạn cuộc đời nào đó họ cũng đã tương trợ, đã giúp chúng ta để mà có thể có được cái thành công của ngày hôm nay. Thì để mà hiểu được cái chính cái dạng người này đó, để mà chúng ta biết rằng chúng ta cần phải khiêm tốn, vì họ không phải mà tự nhiên chúng ta có được cái ngày hôm nay, có được cái thành công ngày hôm nay, và biết nhận dạng được để chúng ta đối đãi với họ như thế nào, và biết họ là ai để mình có cái sự thu hút họ về với mình, cùng giúp mình hoặc là cùng phát triển với mình, cùng đồng hành, đồng ngôn, đồng thuận và đồng hành với mình. Và sau đó mình cũng sẽ trở thành chính cái dạng người này, tại vì chính cái dạng người này là điều tốt mà, đúng không? Chính cái dạng người này để chúng ta có thể giúp đỡ và tương trợ cho cái thế hệ tiếp theo, cái thế hệ kết nối. Vậy thì thầy mong rằng là trở thành chính dạng người này thì chúng ta sẽ có được trí tuệ, cái sự thông thái, sự khôn ngoan và sự uyên bác, thì 4 trong 1 luôn. Và chúng ta sẽ trở thành thông minh, trí tuệ, thông thái, và từ đó chúng ta có là người thầy về 4 cái lĩnh vực nội tâm, tài chánh, sức khỏe cũng như là mối quan hệ. Chúng ta có thể giúp những người khác xây dựng lại hoặc là hỗ trợ lại những cái mối quan hệ của họ có vấn nạn, thì chúng ta có thể giúp đỡ được. Và đồng thời 4 cái chính cái dạng người này nè, thầy cũng muốn hướng tới là chúng ta sẽ được đạt được 7 cái sự giàu toàn diện, thành của mái công đức phước đức. Vậy thì cái sự giàu toàn diện này á, nó ví dụ như là nhân tài, nhân mạch, quý nhân, và đặc biệt là
Thầy muốn là chúng ta sẽ trở thành một cái nhà thiện đại trí thức để có thể tương trợ cho những cái thế hệ mai sau. Trong cái để trở thành cái chính cái dạng người này á, thì chúng ta sẽ có được sức khỏe, mối quan hệ nội tâm, có được cái chất lượng cuộc sống. Khi chúng ta phấn đấu trở thành, chúng ta sẽ có được trong cái quá trình mà hình thành đó, chúng ta cũng sẽ có luôn được cái sức khỏe, mối quan hệ và cuộc sống nội tâm rất phong phú, thì đạt được cái chất lượng cuộc sống. Và một điểm nữa thầy nhắc chúng ta là cần phải làm 7 bố thí ha, cần phải làm 7 bố thí. Và khi mà 7 bố thí là chúng ta có cái, đã có cái nhân tốt, có cái duyên lành, thì chúng ta sẽ được quả như ý. Rất cảm ơn bài học hôm nay của thầy ạ.